chấp 327 vạn cổ tối cường tông. Đại môn của ta đâu mất rồi? Đại môn ta đặt ở đây đâu mất rồi? Tông chủ, ngài về rồi, có lão phu quét rác ở đây, không có đại môn cũng không sao. Hà đại ca nói hắn muốn đến tháp lịch luyện rèn luyện, lo lắng, nên đã mang đại môn theo. Hà, đại ca, hà vô địch, đúng, bọn ta đều có cách gọi riêng, hắn gọi ta là trưởng lão, ta gọi hắn là đại ca hắn mới mười mấy tuổi, ngươi đã hơn mấy trăm ngàn tuổi rồi, lẽ nào ngươi và hắn kết bái huynh đệ, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. Ừ. Gì, Ra mà không kính, gọi một đứa trẻ là đại ca. Chỉ là võ hoàng đỉnh phong, lại dám nói ra những lời của ngôn như vậy. Không nhìn ra, vậy mà còn có nền tảng của võ thánh. Quả nhiên có thể lọt vào mắt tông chủ, không phải hạng người đầu đường xó chợ. Tiểu bối, may mà ngươi không gặp phải đại ca ta, không thì bây giờ ngươi đang ở khu phân loại rác rồi băng lão chẳng lẽ tiểu tử hà vô địch kia đã đến võ thánh không thể nào đến giờ hắn chỉ mới tu luyện được một năm tu vi của đại ca ta còn nhì không thấu nhưng kiến thức võ học của hắn rất thâm sâu vài lời ngắn gọn đã giải quyết khốn cảnh võ học quấy nhiễu ta ngàn năm qua tiểu tử này sẽ không phải là một vị đại năng thượng cổ truyền thế chứ sao mình lại cảm thấy vị trí nhân vật chính của mình đang gặp nguy hiểm nhỉ Cung Minh tông chủ về nhà. Thuận tiện hỏi một chút, tháp lịch luyện vẫn có thể thăng cấp chứ? Ta đã vượt qua 9 tầng. Bây giờ có chút nhàm chán. Chết tiệt, tiểu tử này vậy mà còn trang bức hơn cả mình. Tông chủ, cuối cùng mọi người cũng về rồi. Đúng lúc có một số việc muốn báo cáo với mọi người. Chậc, cảm giác khó chịu càng mãnh liệt. Ý ngươi là? Có tin tức nói 7 ngày sau chúng ta sẽ đến Bách Hợp Thánh Tông khiêu chiến. Đúng vậy, không biết nguồn gốc tin đồn, nhưng đã chuyển khắp Thanh Dương Châu và Đông Hạo Châu. Đây là có người muốn chúng ta nhanh chóng tiến hành khiêu chiến. 7 ngày sau nếu như chúng ta không xuất hiện, có lẽ tin vạn cổ tông sợ chiến sẽ lập tức chuyển khắp tinh vẫn. Dương Mưu à, đây là muốn thừa dịp người của chúng ta mệt mỏi, diệt chúng ta lúc suy yếu. Kẻ địch đã vạch đường, chúng ta phải làm gì đây? Tội Kỷ. Tông chủ, ta có thể ứng chiến bất cứ lúc nào. Khí tức trên người Tội Kỷ biến hóa thật mạnh. Chính bọn hắn đã đầu độc ngươi, làm ngươi xấu hổ chính là bọn hắn. Bây giờ muốn diệt cỏ tận gốc, bọn hắn thật sự coi đệ tử vạn cổ tông ta là cừu non đợi bị thịt sao? Thanh Dương, điểm đủ top 10 vạn cổ tông chúng ta. Đối phương đã hạ chiến thư, chúng ta cũng không thể để cho đối phương thất vọng. Thế ra thì thế nào, quý tộc thì thế nào, muốn chiến thì chiến. Nhưng lần này, chúng ta đã chuẩn bị một số trang bị mới. Bộ quần áo này có phải có chút? Tin ta đi, không có sai đâu. Quên tín điều vạn cổ tối cường tông chúng ta rồi sao? Mỗi lần vả mặt, đều phải tuyệt đối duy trì cảm giác mới mẻ. Ngày hôm sau. Hô, bộ quần áo này cảm giác sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của ta. Trưởng môn nói là may bằng thiên tàm ti gì gì đó, về phương diện phòng ngự phải nói là đỉnh cấp. Đúng là không quen lắm. Nhưng mà, cảm giác áp bách quả thật rất mạnh. Mà sao ta cũng phải đi theo thế, không cần canh cửa sao. Không phải ngươi cảm thấy nhàm chán sao, dẫn ngươi ra ngoài vui vẻ, phóng thích tinh lực dư thừa. Vậy lúc ta không có ở đây, Đại môn tông phái sẽ giao cho ngươi thủ hộ vậy. Đại ca yên tâm. Nhậm Sơn, sau khi ta đi nhiệm vụ duy nhất của ngươi chính là trông chừng lão cát. Dù là hắn khen môn phái chúng ta một câu, ngươi phải lập tức lặp lại một lần lời của hắn. Sự tồn vong của môn phái chúng ta phải dựa vào ngươi để đối phó. Ồ, đi thôi. Vạn cổ xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Bọn hắn xuất phát rồi. Theo như thiếu gia nói trên đường ít nhất phải khiến cho bọn hắn giảm một nửa quân số. Bọn hắn cao nhất không vượt quá võ hoàng đỉnh phong. Bảy người chúng ta chắc chắn dễ như trở bàn tay. Khai chiến với thế gia, tông chủ chuyến này lành ít giữ nhiều, địch nhân chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội tập kích quấy nhiễu nào. Tông chủ nhất định sẽ khiến cho những địch nhân đến đây phải hối hận. Đây không tính là lời khen, chắc là không cần mình lặp lại một lần đâu. Đi thôi, tiến lên bố trí. quái lạ trượt chân lại vừa hay đụng phải linh lực hỗn loạn trong cơ thể còn chưa kịp phi hành thật sự là mất mặt bán thánh sao ta lại không biết xung quanh môn phái bọn ta còn thừa nhiều bán thánh như vậy nhỉ tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé xin cảm ơn mọi người rất nhiều